Thưa quý vị, còn một tháng nữa là đến Tết Trung Thu. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu trên địa bàn tỉnh vẫn khởi động khá sớm. Theo các chủ cơ sở, dịch bệnh có thể làm ảnh hưởng không nhỏ tới thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Nhưng Trung Thu với người Việt không chỉ là Tết dành cho trẻ em, mà còn là dịp để người dân quây quần, đoàn viên sau thời gian đi xa làm ăn. Thế nên, nhiều người sẵn sàng chi tiêu cho khoản này. Cũng vì vậy mà dù chỉ mới đầu mùa Trung Thu, nhưng tình hình sản xuất kinh doanh khá nhộn nhịp. Dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thế nhưng ngay từ đầu tháng 7 âm lịch, các cơ sở sản xuất bánh Trung Thu trên địa bàn tỉnh vẫn rục rịch vào vụ. Đến nay, các cơ sở đã nhận được nhiều đơn hàng. Đây là điều ít thấy vào những mùa Trung Thu trước đây. Dịch COVID-19 năm nay thì so ra nếu vậy thì mình các cơ sở nào cũng lo lắng là sẽ ảnh hưởng tới thị trường bánh Trung Thu. Nhưng mà từ đầu mùa tới giờ thì thấy cũng ổn định. So với mỗi năm cũng xôn xao, thấy ngày nay là cũng xôn xao. Năm nay cái sản lượng mình có thể tăng tại vì mình có tìm thêm những cái mối mới nên có thể là tăng hơn. Không có sản phẩm mới, nhưng theo các chủ cơ sở, 2 năm trở lại đây, bánh nướng mang thương hiệu Bà Rịa Vũng Tàu khá hút khách. Ngoài ý nghĩa bánh tươi nóng thì người dân cũng tin tưởng vào chất lượng bánh sản xuất tại địa phương nhờ công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được ngành chức năng và các cơ sở thực hiện tốt. Qua khảo sát, giá bánh chỉ tăng nhẹ khoảng 5%, thậm chí có loại không tăng so với năm ngoái. Tùy vào trọng lượng và chủng loại, giá bánh nướng thấp nhất là 50.000 đồng một cái, cao nhất là 85.000 đồng một cái. Bánh da dột từ 280.000 đồng một cái một hộp cho đến 500.000 đồng một cái một hộp.